Hello và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục cái tựa game Tourist Bus Simulator này. Đã rất là lâu rồi mình không có chơi ha. Thì cái đợt trước đó, khi mà mình tìm ra được những cái bộ phận của con buggy này thì game nó có bị lỗi và mình không có thể chạy được cái con xe này. Thì một thời gian sau đó thì mình có liên hệ được với bên nhà phát hành game á. Thì họ kêu mình là gửi cái sao game qua và họ phản hồi lại là nhờ cái sao game của mình họ mới tìm ra được cái lỗi này. Và họ đã fix trong cái bản 1.3 này rồi. Mình như các bạn thấy đây là bản 1.3 nha. Cực kỳ đẹp luôn, đồ họa cực kỳ đẹp luôn. Đồ họa nó giống như bên Funbus vậy đó. Và xe nó cũng đã được cập nhật, nhưng mà hiện tại thì chưa có mở khóa được. Tầm một ngày nữa thì nó mới mở khóa được và mình mới chơi được cho các bạn xem cái con VDL Futura này. Thì đây là con Comfort Class thường thôi. Các bạn thấy đồ họa nó không? Tuyệt vời luôn á, nó thật hơn lúc trước nhiều lắm luôn. Lúc trước nó còn một cái màu ám vàng mà bây giờ hết rồi. Đấy, các bạn thấy con xe không? Và nó có cả y như cái bên Funbus luôn nha các bạn. Cái vụ trời mưa á, ở đây thì không có trời mưa mình không có cho các bạn xem được. Đấy, các bạn thấy đồ họa không? Nó rất là đẹp và rất là thật luôn. Rồi thì như đã hứa với các bạn, hôm nay xe buggy đã sửa xong rồi và mình sẽ lên xe mình đề máy, mình chạy thử một đoạn. Nói chung là mình đi khám phá máu lên cũng được. Đây ha. Nãy hồi trước lên không được mà bây giờ lên được rồi. Ok, bây giờ đề máy lên. À, bạn nghe tiếng máy nè. Và các bạn nhìn ở phía sau nó cũng thật một xíu khi mà nó có những cái bộ quay chuyển động này nè, hai cái dây cura nó dây quay với nhau á. Nhìn nó cũng khá là thật ha. Đấy, bây giờ mình sẽ vô số rồi chạy thôi. À, nó không còn dưới chân á. Do là con xe này là mình lắp ráp từ những cái thiết bị gọi là thiết bị rác, phải thiết bị thải ra nên là nó không có được khỏe như con xe con đâu. Rồi, con này là chương trình upgrade nha. Từ từ để mình giảm cái game, mình thấy này game nó hơi lớn. Rồi, ok, không có xin nhan luôn nha các bạn. Con này nó không có gì hết trơn, nó chỉ có ngoài cái máy với lại cái vô lăng rồi nó chạy được thôi. Máy, hộp số, vô lăng thôi, còn lại là hết rồi. Không có sử dụng cái gì hết trơn á. Không có hazard, không có xin nhan được cái mở đèn. Cái đồng hồ kia là báo nhiên liệu. Và cái đồng hồ dưới là báo nước mát, nhiệt độ. Trong đồng hồ thì có cái tua một cái tốc độ là hết rồi. Thì bây giờ mình lăn lộn ride cho các bạn xem đi đường thứ ba nha. Ơi đá ơi quay trời khỏe vãi. Lên được ơi, lên nổi không bút đi kỳ vậy. Đường này không được rồi. Lên đi đúng rồi. Cố lên quẹo cho dễ đi nha. Con này nó không có côn cho nên mình khó chơi cái kiểu kia luôn các bạn. Cái kiểu mà mình đạp côn vô xong mình lên ga cao á, xong rồi mình nhả côn ra có mình đi lùi thôi. À, có buggy này mình thấy có một cái là cái bánh nó quẹo rất là rộng nha các bạn. Cái bánh nó quẹo ngang luôn kìa. Đó, nó quẹo ngang luôn kìa. Cái bánh nó quẹo rộng lắm luôn á các bạn. Rộng hơn xe con và rộng hơn cả mấy con xe khách luôn. Để các bạn nhìn lại nha. Các bạn nhìn cái bánh xe phía trước nè. Nó gần như là nó thêm chút xíu nữa là nó được vuông góc luôn rồi đó. Chút xíu nữa thôi. Để các bạn nhìn con xe nó quẹo nè, nó sẽ quẹo như thế này nè. Đó, rất là cái cua nó rất là hẹp luôn. Nó sao ta? Nó mà cua nó không có được rộng. Ra là nó quẹo. Quay đầu dễ lắm. Chứ là đúng rồi, tại vì cua rộng là dành cho mấy con xe khách, mấy xe tải đó. Cái vòng cua lăn nó cũng rộng và cái cua nó không có được nhỏ lắm. Tại vì nếu mà cua nhỏ thì xe nó sẽ dễ bị thế như mình nhớ là dễ bị lật. Nếu mà cho cái xe tải là dễ bị lật. Núi có phải hay không? Hãy comment phía dưới giúp mình. Được cảm nhận đồ họa đẹp quá. Nó đi brush mà đúng không? Hay gì chạy được trường rồi. Ui. Chứ là con xe này nó không có gì hết trơn các bạn. Không có gì ngoài cái ghế và cái máy hết trơn.
tần số nó có ba chân này nhưng mà nó có côn, buồn quá. Cho nên nó có côn nó thì hay lắm. Thì côn á mình có thể chơi được mấy cái trò mình rú ga lên xong mình đạp côn, như mình nhả côn ra nó giật con xe lên, nó lên dốc nó cũng dễ hơn. Còn lại thì hiện tại game này nó cũng không có bản đồ mới, không có map DLC mới, cũng không có cái gì mới rồi, tại vì cái đồ buggy thì mình đã tìm rồi. Thì đợi khi mà nó mở cái DLC của con xe buýt á, mình sẽ mua và mình sẽ chơi review cho các bạn nha. Bên game Tunes Buýt này chạy được kẹp. Ok nha. Và nếu các bạn thích cái tựa game Tunes Buýt này thì đừng quên like cũng như cái comment và comment phía dưới nha. Thì game này cùng với cái game Funbus thì chụp cùng một nhà phát triển, cho nên là đồ họa nó sẽ giống nhau. Cập nhật của bên game này thì bên kia nó sẽ giống luôn. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ây ây ây. Uầy, bắt cua kìa, nó lộn nguyên một vòng luôn các bạn. Đỉnh vãi. Xe này chạy cho vui thôi chứ yếu quá. Xe này yếu quá, cảm giác cái ga nó yếu. Máy nó kiểu máy xe đồ dây chai á, đồ lụm về á, chứ không phải là đồ mà đồ mới nữa. Máy yếu lắm. Này các bạn để đi khắp phá map là tuyệt vời luôn á, vừa đi upgrade được mà vừa đi đường trường ngon lại rộng nữa, nó không có bị chán chỗ như con xe 4 chỗ kia. Ui, mình không có thấy. Ủa là nãy mình bay trên trời luôn hả? Mình đỉnh vãi. Để cái thứ ba đó để không thấy được bay trên trời. Cảm giác cái trọng lực game này nó có vấn đề các bạn. Trọng lực game này mình dính nó, mình thấy nó hơi nhẹ quá. Nhẹ như là như mình ở ngoài trái đất vậy đó. Không có sức hút bay lên lơ lửng trong ngoài nó hút vô. Giá nó hơi nhẹ. Đó các bạn thấy không, nó bay đi. Cái gì? Dừng mặt tôi hả bạn? Dừng coi. Dừng coi. Rồi dừng lại. Chó mặt quá à. Ồ, nó quay mấy vòng luôn không? Mấy vòng luôn chứ phải mấy vòng. Xe này chụp được cái vấn đề. Cái tay tài xế nó cũng đơ quá, nó không quẹo. Xe này các bạn để đi chơi chơi vui vui vậy thôi chứ chạy thì nó không đã lắm. Mình sẽ biết xe buýt trong này sẽ khác trong này bóng không. Tại vì mục đích của game này là sẽ khác cái máy bay đó. Hốc trọng lực các bạn. Ghê được chứ. Bây giờ mình sẽ chinh phục cái đồi núi bên kia. Nhưng mà để mình chạy đi kia đã. Không phải bên kia không có map bên này nè các bạn. Sau lưng mình cái đồi núi trước mặt mình là không có chạy được. Khó xa, đường xa lắm đó. Ờ được nè, đây nè, nó là cái vách núi này nè, đi không? Ở đây cũng có một cái vách núi nữa nè. Thì trong này thì vách núi cao nhất là chỗ này, nhưng mà mình không có teleport được. Ấy có Antigua nè, ấy được á các bạn. Hình như game có hiện tượng là bị crash game nha các bạn. Bị lỗi á, mình bị nãy giờ 3-4 lần rồi, mình tưởng đâu là nó chỉ bị lần hai lần thôi, nhưng mà nãy giờ bị tới 3 lần và lần nãy là lần thứ 4. Và yeah, cái cập nhật mới này nó có lỗi, và lỗi nó khá là nặng luôn. Quan chạy một hồi nó sẽ tự out game ra, để cái lỗi là Fighter Hero và có một cái out game ra thôi. Nó còn cái lỗi lạ nữa, cái lỗi mùi chữ nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chinh phục cái bàn núi trên kia. Xin xin nhanh đi chân. Cảm giác luôn là con xe này nó yếu cực kỳ luôn các bạn, máy nó yếu lắm luôn á. Đề ba nó yếu lắm. Không biết nói sao nhưng mà mình thấy nó yếu cực kỳ yếu luôn. Không biết là nó có leo nổi cái núi này không luôn, mình nghĩ chắc được. Cái núi nó không dốc lắm, nó kiểu lại lại á, mà sợ đang lên cái giữa chừng kia nó bị máy nó không nổi, nó đuối quá, nó cuộn xuống. Đó, các bạn xem nè.
y chang như đang ngoài mặt trăng, đang ngoài không gian chứ không phải là trong trái đất. Nó không có động lực, nó bay bay không à. Vậy là lúc này đúng rồi các bạn, lúc này nó bay bay con xe, nó bao bổng con xe luôn. Nhìn bánh nó không bắp thường luôn, vậy đạp quá gà luôn. Vô gì vậy bạn? Thua rồi, thua hoàn toàn luôn rồi. Hơn mát tua luôn mà tốc độ nó chạy được có nhiêu vậy? 20 hoặc 40, 40, 40 đang lên từ 40 thôi. 40 thôi các bạn. Mà tốc độ kia nó ghi là có 23 km/h à. Xạo. Này tôi máy là mát tua rồi nha các bạn. Và tốc độ bình thường hiện tại là 20 chứ đúng không? 23. Con này chạy tối đa là 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Thì con này Mercedes của nó là 100 km/h theo đồng hồ, chưa có test được. Thấy nó bay bay rồi, thua rồi, cái kiểu này nghi lắm. Rip luôn các bạn, rip luôn, trời ơi, rip. Đồ xong quay đầu luôn. Anh cung hả? Đấy. Mình gửi người qua anh tết bắt rồi. Tiếng gì? Hoàng tinh đó, nó bắt mình đó, chết mình rồi. Ủa, bạn thấy xa xa nó ảo ảo không? Hoàng tinh tới bắt đó, dám xâm phạm cái lãnh thổ của nó, chạy cũng không nổi luôn. Xe thì nó cứ bay bay, nó bỗng bỗng. À, và mình nói với các bạn một xíu về cái tin của cập nhật mới, thì nó cập nhật con xe mới. Nó chỉnh sửa lại cái đồ họa hiệu năng game. Và một cái quan trọng hơn nữa là nó sẽ có thêm tình tiết mưa xuất hiện nhiều hơn. Nhưng mà chỉ xuất hiện với những khu vực mà nó có nhiều cây cối thôi nha các bạn. Sa mạc thì không có mưa đó. Tuy nhiên phát triển người ta có nói rõ là tùy vào địa hình sẽ có mưa khác nhau. Cái chỗ mà các bạn ở đồng bằng á, chỗ mà cây cỏ đồ nhiều á, đồng bằng nhiều thì mưa sẽ nhiều hơn là các bạn. Đấy, cái chân mình lội ra luôn cơ. À, mình đang bay các bạn. À, lên tới đỉnh luôn cho, lên tới đỉnh luôn, đỉnh chưa. Đúng là đang ngoài không gian thì cái chứ. Chạy con này cười mệt luôn. Lên nè. Đang trên đất mà đang đi khám phá núi mới chơi, mình đi khám phá ngoài không gian không mà tôi xem nó cũng bay một vòng. Bay ngoài. À, bây giờ có con ó cũng được đi độ, tôi sẽ biết nó đã tới được. Cái này chán chết. Nhưng mà xé, đừng có lọc nữa, lọc. Thôi xong. I believe I can fly. Rồi xong lọc núi luôn. Rồi xong luôn. Lộn từ đây xuống dưới núi luôn. Thôi rồi, ta đã xa nhau. Mấy cái tiếng gì? Cái tiếng ồ như tiếng gió á. Đi chang như tiếng ngoài hành tinh nó chuẩn bị nó xâm chiếm. Chuẩn bị nó đẩy não mình. Thôi các bạn xem mà tự nhiên các bạn thấy mình nói lung tung rồi, mình hỏi bạn các bạn là ai là chết rồi nha, hiểu rồi đó. Hãy đợi mua bảo hiểm trước khi mà người ngoài tin nó đẩy não nha, đợi mua bảo hiểm nó sẽ chống được. Thôi không có gì để nói luôn. Và tiếp đất rất là ghê gớm của anh Bút Ghi, mà vẫn chưa chịu tiếp, chưa chịu hạ cánh, vẫn đang lăn lộn dưới đường. Chóng mặt quá. Chóng mặt quá à. Thiệt luôn. Chóng mặt. Ủa, mua tìm con này để chạy, tìm con này để chơi cái trò lăn lộn vòng vòng nhúng vòng vòng đâu. Con này Sida rồi, bây giờ mình chạy ngoài đường xem có bị vấn đề gì không. Khá là lỗi luôn á. Xe này thắng không ăn. Chỗ mình đào thắng từ dưới kia luôn mà con xe nó cũng đường á. Vì nãy giờ mình chạy mình đâu có thắng nhiều đâu. Không thắng không ăn. Đuổi nó cũng xong nữa. Okay. Đấy, các bạn thấy đồ họa nó đẹp lắm luôn nhưng mà game thì nó chưa được
Ồ. Ok, trả, không chạy nữa. Mình lấy con xe khách của mình chạy. Đây là con Comfort Class. Và có một bạn trên kênh mình, cái bạn Thạch Phạm đó, bạn có comment cho mình một cái thông tin rất là bổ ích, là một số hãng xe, và đa số thôi chứ không phải là hầu hết, nhưng mà đa số các hãng xe sử dụng cái thông số chiều dài của xe là một cái số phía sau. Có nghĩa là con, ví dụ như con VDL đi, VDL đợt đó mình làm video đó, là con đó có tên là 148. Thì từ từ. Ủa? À đâu, ok, quên. Quên mới điện mà cứ bấm nút đề hoài. Giờ để máy là được. Thì cái con đó đó là VDL 148, có nghĩa là nó dài 14,8 m. Và bạn nói thêm một ví dụ rất là Việt Nam cho mình, đó chính là dòng Thaco. Thaco TB75 dài 7,5 m, và Thaco TB120 là dài 12 m nha. Thì thực sự là thông tin này mình mới biết luôn, và mình cũng đó giờ chưa biết cái vụ này luôn á. Không biết là có nhiều bạn biết cái vụ này không, mà mình cũng mới biết. Và thực sự là cái thông tin này rất là bổ ích luôn đối với mình. Nhưng mà con xe này thì không. Con xe này tên của nó là 519, và nó không có liên quan gì tới vụ đó chứ. Mình không biết nó tính theo cái kiểu gì, 519, 517, 518, 516 hay sao. Đây là mình có hai chiếc nè, chiếc 519 với 516. Đúng rồi, ở 515, 515 với 519. Thì mình có sợ tên thông tin chiều dài xe thì không, không phải. Mình không biết là nó tính theo cái dạng gì, nhưng mà kệ nó đi. Bây giờ mình chạy một vòng cái đó. Ui, xe dài quá, lâu quá không chạy rồi. Lâu quá không chạy rồi. Thấy quẹo cái đó là cái đuôi nó nhích lên, cái kia là xong rồi. Gặp mà dân mà đứng sát sát cái đó là quất cái bụp. U đầu. Xe khách nó bình thường các bạn, chỉ có bút ghi mà nó bị lỗi. Xe khách ngon lành luôn. Bánh bị lỗi kìa. À, chỉ có cái dân xa nó bị lỗi. Để mình ghé dòng sân bay, mình khoái ghé sân bay lắm. Đấy, đồ họa rất là đẹp luôn các bạn. Màu sắc đồ rực rỡ lắm, và thời tiết đẹp như thật vậy á. Khoái cái vụ này nha. Đây sân bay đây. Thì cái hãng Setra Comfort Class này nó hợp tác với hãng Mercedes, hay là hình như là nó là hãng con hay sao á. Nói chung là nó sử dụng hộp số và máy móc thì nó na ná của mẹt thì phải. Và mà biết đó, đồ mẹt thì khá là xịn sò ha. Xịn thôi, chứ không phải là xịn nhất, nó xịn thôi. Quay nó cập nhật lại nè các bạn, nhìn cái đường kẻ và là nhiều xe nó đậu không? Thật quá trời luôn. Cái này là chỗ dành cho xe khách đậu nè. Mình muốn thì mình chui vô đây, còn không muốn thì thôi mình không chui. Rất là nhiều chỗ luôn, để mình chui thử cho các bạn xem. Đó, sát dạch luôn. Hình như là bên trái nó ổn chứ ta. Xuống xe mình coi thử. Ôi, cũng thẳng đó chứ. Thẳng đó chứ. Thôi thẳng đó. Xe này hộp số đó nó 8 cấp số nha các bạn. Hộp số 8 cấp số và số tự động. Không biết ngoài đời, hình như ngoài đời cũng tự động luôn. Mình đang dạo một vòng cái chỗ trạm, cái chỗ xuống sân bay này, và một hồi mình sẽ up video luôn. Tại vì hôm nay chỉ là test buggy, buggy nó lỗi quá các bạn, chạy không được. Mình lỗi tè le hết trơn. Chỗ kia là không có vô được nha các bạn. Chỗ kia là dành cho taxi. Đấy các bạn thấy không, taxi, riêng một chỗ taxi luôn. Có nghĩa là một cái công ty nào đó người ta thuê nguyên cái khu đó là chỉ là toàn taxi không. Rất là ổn luôn, các bạn thấy rất là chia ra rất là đều, chứ không có như kiểu mà dạng taxi dù rồi này kia ha. Đó, xe nhà thì đáng dưới kia, xe nhà đón ở dưới kia, còn taxi thì đáng ở trên này. Các bạn thấy không?
nó nguyên một cái trạm đón đưa rước luôn, và xe khách của mình là có một cái trạm bên kia nữa, rất là hay. Đây xe khách của mình là trạm nó bên này nè, đó xe khách mình trạm đón bên này nè, thả bên kia đón ở dưới này, bạn thấy không? Đó nhà chờ, nhà chờ nè. Rồi ổn, tuyệt vời. Rồi ok, vậy thôi video này mình sẽ dừng tại đây nha. Tại vì nay test con bút ghi thôi và game nó hơi lỗi. Và cái con video Futura thì ngày mai mình sẽ quay. Tại vì ngày mai nó mới mở cái DLC đó ra nha. Và nếu các bạn thích cái tựa game này thì đừng quên like cũng như đăng ký kênh mình và comment phía dưới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.